nghiêm trọng. Duy xin chào tất cả quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các học sinh đã quay trở lại với kênh Từ Học Võ Karate Tại Nhà. Trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho các em hai kỹ thuật mới. Kỹ thuật thứ nhất là kỹ thuật chém trước, có tên gọi là Mai Soto Uchi. Kỹ thuật thứ hai là chém chéo, có tên gọi là Naname Soto Uchi. Như vậy, trong buổi tập ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta hai kỹ thuật mới. Trước khi đi vào thực hiện nội dung mới, sau đây thầy xin mời tất cả các em cùng đứng lên và thực hiện lại nội dung khởi động chung và khởi động chuyên môn. Động tác khởi động, động tác đầu tiên, xin mời chúng ta thực hiện động tác tay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tay ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, động tác nghiêng lưng, bước chân trái ra trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hồi. Động tác vặn mình, bước chân trái ra trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hồi. Động tác cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cổ. 1, 2, 3, 4, ngược lại. 5, 6, 7, 8. Động tác xoay cổ chân cổ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giang ngang thực hiện động tác xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay ngược chiều nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay, thẳng tay ra nào. Tất cả chúng ta chú ý thẳng tay ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. Cầm hông lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trùng gối nào, hai chân trùng gối lại, xoay theo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giang rộng chân ra, lắc hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, Shikoreji, Shikoreji, trọng hai cái cùi trò lên gối này, lắc nhẹ nhàng, Shiko nhé, xoáy hai cái mũi bàn chân sang hai bên, chất hình chữ V, làm theo thầy, các em đi. Rồi, hai tay chúng ta chạm hai cái gót chân của mình, lắc nhẹ nhàng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thấy chưa, hai tay chạm hai cái gót chân nha, căng cái cơ đùi ra, các em căng hết cái cơ đùi ra, rồi, xoay qua bên trái, ép dọc, 1, bước dài chân ra và thẳng lưng lên cho thầy coi nào. 2, bước dài chân ra và thẳng lưng lên, căng cơ đùi này. Tiếp tục qua trái ép ngang. 1, xoay mũi bàn chân ngang, thấp xuống. 2, xoay mũi bàn chân ngang, thấp hông xuống. 3 trái, ép nhường chân. 1, duỗi thẳng mũi chân lên trên. 2, đó, duy tay phải, ép tay phải thẳng ra này, thả lỏng hai tay nha, 1, thả lỏng ra, 2, các em chú ý làm theo nha, căng cái tay nha, chúng ta phải kéo căng này, 3, ép vai, dùng tay trái ép vai phải, 4, kéo vai đằng sau. Đây, dùng tay trái này kéo cái vai phải qua, kéo căng qua. 4 tay. Tay trái chúng ta cũng thực hiện ý như vậy, 1. 2. Ba, bốn, rồi chú ý xoay hông nhẹ nhàng, xoay hông nhẹ nhàng, thả lỏng người. Khi chúng ta thực hiện căng cơ thì lưu ý luôn luôn phải thả lỏng. Sau khi căng cơ xong thì chúng ta phải thả lỏng để hồi phục cả cơ. Cổ tay. Duy. Chân trái bước về trước, thân tình chiến đấu thủ Hakamai.
lên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe theo nhịp hô và đá thẳng chân về phía trước. Lưu ý đá cao chân lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đổi về đổi chân trái. Bây giờ chúng ta đá chân trái cũng như vậy nha. 1 cao chân lên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chú ý rồi rụt chân, hít thở sâu, rũ chân, thả lỏng chân ra, hít thở sâu. Rồi hai tay chống hông, hất chân ngang, một bên phải, hai bên trái. Nghe thầy hô, chúng ta thực hiện theo. Chân phải trước. 1 2 đấy. 3 cắn đi. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi xoay gối nào. Xoay gối thả lỏng. Ngược lại. Xoay hông thả lỏng. Ngược lại. Chú ý. Rồi hai tay thủ về hông. Morohikite. Thầy nhắc lại kỹ thuật hai tay thủ về hông có tên gọi là Morohikite. Chúng ta thực hiện theo. Lưu ý hai tay thủ khép chặt cùi chỏ lại. Khi thủ là chúng ta khép chặt cùi chỏ lại nha. Rồi đấm thẳng về phía trước, trung đẳng, nhẹ nhàng. Một nhẹ nhá, trung đẳng. 2 3 4 5 6 7 8 9 nắm đấm lại nào, nắm đấm lại cho chắc. 10 tiếp tục 10 đòn hạ đẳng. Hạ đẳng thì chúng ta thấp cái nắm đấm xuống ngang thắt đai. Thực hiện theo. 1 thấp tay xuống ngang nắm đấm, nắm đấm ngang cái thắt đai này. 2 3 nhẹ nhàng thôi. 4 5 6 7 8 9 10 tiếp tục 10 đòn nhẹ nhàng thường đẳng. 1 thường đẳng cao tay lên, cao tay lên ngay miệng đấy. 2 3 4 5 chúng ta ôn lại cái hông đấy các bạn, ôn lại cách đẩy hông đấy. 6 7 8 9 10 rồi rụt tay, rụt tay đi nào. Hít thở sâu cho thầy, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Hít bằng mũi, thở bằng miệng, hít thở sâu để cho nó hồi phục lại. Duy
hai tay thủ về hông, Moro Hikite. Bây giờ tập nhân ra 10 đòn hạ nặng, 10 đòn trung nặng và 10 đòn thường nặng. Nghe thầy hô và các em thực hiện theo. Quy định tay phải trước. 1 hạ nặng, 2 3 4 5 nhân 6 7 8 9 10 10 đòn trung nặng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 đòn thường nặng. 1 2 3 4 5 6 7 8 rung tay thả lỏng. Rung tay đây nào. Tiếp tục. Suy dụng đây. Chú ý. Miki Siko Chiram Miki. Tức là bước chân phải sang bên phải thân tấn sư cô đấm thẳng. Ê! Bây giờ, lại, làm lại. Bước chân phải sang phải, tấn sư cô đấm thẳng. Úp! Đấm trung đẳng. 1 2 3 4 5 6 7 8 hạ đạn thấp nằm đấm xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thường nặng. Kéo tay lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chú ý. Rồi rụ chân rụ tay thả lỏng tích cực nào. Rụ chân rụ tay thả lỏng tích cực. Hít thở sâu, hít thở sâu. Và bây giờ thầy và trò chúng ta cùng ôn lại các kỹ thuật đã học. Một là kỹ thuật đỡ hạ đẳng, hai là kỹ thuật đỡ trung đẳng, ba là kỹ thuật đỡ thượng đẳng. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện theo. Nghe điệp hô của thầy, chúng ta sẽ thực hiện đòn đỡ hạ đẳng trước. Lưu ý, một thì chúng ta thụ và đỡ tay phải, sau đó hô hai thì chúng ta đưa tay trái lên trên và thụ tay trái và tiếp tục quay trở lại như vậy. 1 tay phải, 2 tay trái. Các anh chú ý. Rồi thực hiện theo. Chú ý. 1 tay phải trước nha. 1 đưa tay phải lên trên và thụ xuống tay trái. 2 3 chúng ta thực hiện theo. Thay làm chồng để chúng ta thực hiện theo này. Thay làm chồng thứ nha. 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi tiếp tục kỹ thuật thứ hai, kỹ thuật đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài. Thủ tay phải trước. 1 đánh ra chưa. 2 tay trái cũng như vậy thôi. 3 4 nhớ chưa. Rồi làm lại. Thầy hỗ trợ từng kỹ thuật một nha.
tay phải xong đến tay trái, tay phải xong đến tay trái theo nhịp hô của thầy. Thầy làm chậm, thực hiện chậm và chúng ta thực hiện theo. Dưới đòn đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài có tên gọi là ư chi ư kê. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, yubi, vỗ tay. Duy tiếp tục thực hiện kỹ thuật đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong. Soto Uchi 1 này, tiếp tục sau đó đưa tay trái lên trên này, 2, và như vậy lặp lại thôi, nhớ chưa? Y thầy thực hiện, các em làm theo, hô chỉ theo nhịp nha. 1 đỡ, 2 tay trái, 3 4 5 6 7 8 9 10. Yubi rủ tay. Chúng ta ôn kỹ thuật thứ ba, đó là kỹ thuật đỡ thường đẳng AG ư kê. Cũng như vậy nhá, 1 2, đấy như vậy thôi nhá. Chúng ta thực hiện theo pi nhà thầy hô, chúng ta thực hiện theo 1 cao tay lên. Lưu ý thầy đang nói là vị trí tiếp xúc là cổ cành tay này, cổ cành tay trong nhá, đẩy lên quá đỉnh đầu, trên đỉnh đầu và trước trán. Cao tay lên, cao tay lên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Duy rồi, rụng tay rụng chân thế nào? Rụng tay rụng chân. Các em cũng thả lỏng theo thầy nhé, cùng rụng tay rụng chân giống như thầy này. Bởi vì sau khi chúng ta thực hiện một cái kỹ thuật, chúng ta nắm nắm lại, chúng ta căng cả cơ này, thì bắt buộc chúng ta phải thả lỏng nhé. Thả lỏng tích cực để cho nó hồi phục cái cơ lại, để chúng ta sẽ thực hiện các cái bài tập tiếp theo. Trong lúc đó chúng ta thực hiện hít thở bằng cách hít bằng mũi, thở bằng miệng. Hít bằng mũi, thở bằng miệng, hít thở xong để cho nó căng lồng ngực lên. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phối hợp đánh chen, đấm thẳng. Bây giờ chúng ta chú ý, tạm thời chúng ta chưa bước nha, vậy chúng ta đứng ra trước, ra sẵn nhé. Rồi, ra sẵn đánh chen coi, không được thay hướng dẫn rồi. Hai mũi chân, hai cái bàn chân cách nhau một vai, hai bàn chân cách nhau một vai, vuông góc đánh trước. Mũi chân trước thẳng về phía trước, thẳng lưng lên, hai vai thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thấy chưa? Rồi bây giờ đấm cái tay trái ra, đấm tay trái ra, nghe thầy hô 1 là chúng ta đấm tay phải tới, 2 là đấm tay trái, nhớ chưa? Thực hiện theo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi đổi về, đổi chân phải lên trước, cũng như vậy thôi, tản chân, đấm tay phải ra, nghe theo nhịp hô của thầy, chuẩn bị 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 chú ý. Rồi rụt tay rụt chân, rụt chân thả lỏng. Chúng ta kết hợp kỹ thuật thứ hai, đó là kỹ thuật tấn trên và đỡ hạ đặt. Thấy chưa? Từ tư thế này, một tay đỡ hạ đặt và một tay thủ về hông, nghe thầy hô, chúng ta thực hiện này. Thấy chưa? Rồi, chuẩn bị. 1, đỡ xuống. 2, tấn trên nhé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thổi bên tay phải trên, đỡ xuống, đỡ hạ đẳng nhé, ghế đăng bật lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chuẩn bị thả lỏng, rụt tay đi các, tích cực thả lỏng đi các. Chúng ta tập như vậy mới có hiệu quả nha các em, chịu khó một tí. Còn nếu chúng ta tập chơi chơi thì nó không đâu vào đâu cả, mà chúng ta phải tập theo cái nhịp độ, cường độ đấy, và có thời gian đàng hoàng. Chúng phải là chúng ta thích tập rồi thích ngồi thích nghỉ không được nhá, mà chúng ta phải tập liên tục, dần dần nó sẽ quen. Thở sâu đi nào. Kỹ thuật tiếp theo, chúng ta ôn kỹ thuật kết hợp giữa cánh chen và được ưu chiêu kê từ trong ra ngoài. Chú ý cũng như vậy. Rồi bước chân trái lên, chân phải lùi thành cánh chen như lúc nãy nhá. Đỡ tay trái trước, đỡ nhá. Rồi đưa tay trái lên coi ưu chiêu kê này, nghe thầy hô. 1, thụt vào đỡ ra. 2, 3, 4, 5. Rồi đổi về. Đấy chúng ta đang ôn mà, đang ôn lại kỹ thuật đỡ trung đẳng vừa kết hợp với tấn trên đấy anh. Rồi tay phải cũng như vậy. 1, 2, 3, thực hiện theo. 4, 5. Rồi chuẩn bị rủ tay. Tiếp tục chúng ta bước xuống tay chân, bước xuống tay chân. Bây giờ chúng ta đỡ Soto từ ngoài vào trong. Kỹ thuật tiếp theo Soto Uchi, Soto OK, xin lỗi, Soto OK, đỡ từ ngoài vào trong. Đây, nghe hồ. 1, đến 2, 3, 4, 5, đổi bên, tay phải, chân phải, nghe hồ. 1, đưa lên, đỡ xuống. 2, 3, 4, 5. Duy rũ chân rũ tay.
Đấy, bây giờ là càng về cuối là những cái kỹ thuật này mà chúng ta thực hiện nặng một tí là cũng khá khá mệt đấy các em. Cho nên các em cứ từ từ nhá, không vội. Còn một kỹ thuật nữa, còn một kỹ thuật đợt thường đặt kết hợp với đánh gian của Sura chi được thì thầy sẽ chuyển qua cái nội dung bài học mới nhá, chúng ta chịu khó nhá. Ý. Rồi cũng như vậy thôi, bước cánh trái lên đánh gian của Sura chi. Rồi bây giờ đợt cái tay trái lên, rồi đợt tay trái lên, tay phải thụ phải không, nghe thầy hô là chúng ta thụ lên được ra thường đặt. Ok, 1 2 3 4 5. Rồi đổi bên như vậy thôi, nghe thầy hô 1 2 3 4 5. Duy nghiêm đạo, duy. Sau đây thầy sẽ đi vào nội dung mới của bài học ngày hôm nay, gồm có hai kỹ thuật. Một là kỹ thuật chém trước có tên gọi là Maisoto Uchi, kỹ thuật chém chéo có tên gọi là Naname Soto Uchi. Sau đây thầy sẽ phân tích kỹ thuật đầu tiên. Kỹ thuật chém trước Maisoto Uchi gồm có hai giai đoạn, một là thụ, hai là chém. Một thụ, hai là chém, như vậy thôi. Sau khi chúng ta hoàn thiện kỹ thuật này xong thì chúng ta sẽ thực hiện một lần, đó là thụ vào chém ra liền, nhớ chưa? Kỹ thuật rất đơn giản. Ở đây các em phải chú ý cho thầy, đây gọi là kỹ thuật Soto Uchi. Soto là cần bàn tay, nhớ chưa nào? Soto tức là cái cần bàn tay này, các em chú ý đây cái cần nhá. Chúng ta tiếp xúc đối phương, tiếp xúc mục tiêu bằng cái cần bàn tay này, thì chúng ta chú ý bốn ngón tay khép kín, bốn ngón tay khép lại và cái ngón cái này, nhớ chưa? Bốn ngón tay khép kín và ngón cái phải khép vào thế này, không phải để này đâu, nhớ chưa? Đây khép lại thẳng cổ tay, nhớ chưa? Rồi đơn giản nhá, bốn ngón tay khép lại và cái ngón cái chúng ta cũng kẹp lại như thế này, hai tay giống nhau, nhớ chưa? Khép chặt nhá, để khi chúng ta tác động này, khi chúng ta tác động lên nó sẽ không gây chấn thương cho cả cái ngón tay của chúng ta, cho nên chúng ta phải khép đều và sát nhá, khép sát lại cả cái ngón tay lại với nhau. Rồi nhá, sau đây thầy sẽ phân tích, thầy sẽ thực hiện một tay trước, tay phải trước. Giai đoạn thủ thì chúng ta đơn giản, lòng bàn tay hướng vào trong, lòng bàn tay hướng vào trong mặt của mình đấy. Đương nhiên là không phải cái bàn tay của chúng ta sát vào trong má này đâu, mà cái bàn tay chúng ta đưa ra ngoài cách cái mặt của mình khoảng một nắm đấm, thầy nói khoảng nhé, tùy theo cơ thể giải phẫu của chúng ta, cách cái mặt của chúng ta là khoảng một nắm đấm. Giai đoạn thứ hai, chúng ta dần dần xoáy bàn tay úp lại và chém về phía trước, rất đơn giản. Một thủ hai, dần dần này chúng ta xoáy cái bàn tay lại, úp bàn tay và chém thẳng về phía trước. Khi kết thúc kỹ thuật chém trước này thì lòng bàn tay úp, nhớ chưa? Vị trí tiếp xúc của chúng ta chủ yếu là bên mang tay, tức là chúng ta chém vào cổ, chúng ta chém vào cổ, chúng ta chém vào thái dương, chúng ta chém vào đầu. Mục đích tiếp xúc của cái đòn Soto là như vậy nhá. Đấy, một thủ rất đơn giản, hai chém về phía trước kết thúc lòng bàn tay úp. Các em làm theo, tay trái cũng vậy nhá, cái trái này giống nhau, một thủ lên thủ. Khi mà các em thủ cái tay ở trên này thì lưu ý là cái lòng bàn tay hướng vào trong nhé, chứ không phải là lòng bàn tay hướng ra ngoài này, sai. Đây, lòng bàn tay phải hướng vào trong nhé các em. Bên này cũng vậy, lòng bàn tay hướng vào trong, sau đó chúng ta chém về phía trước. Lòng bàn tay hướng vào trong, sau đó chém về phía trước. Đơn giản, bên này cũng thế, chứ không phải chúng ta ngửa ra đây đâu nghe. Nhớ nha, các em chú ý thầy này,
không phải là ngửa cái lòng bàn tay, úp lòng bàn tay lại, hai là chúng ta chạm về phía trước. Rồi, thấy chưa? Chúng ta thực hiện làm một lần nữa nhá. Một, thu hút tay phải trước. Hai, chạm ra. Một, hai. Một, thu hút, hai. Rất đơn giản đúng không? Rồi, đổi tay. Một, thu hút, hai. Một, hai. Một, hai. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho chúng ta cái tay còn lại. Tức là khi tay phải chém thì tay trái sẽ thụ, và ngược lại khi tay trái chém ra thì tay phải sẽ thụ. Cho nên chúng ta chú ý rất đơn giản, tay chém ra ở trên và tay thụ chỉ có việc lòng bàn tay hờ, nắm hờ, thả lòng ra và khép cái chấn thủy giống như cái đòn mà đỡ hạ đẳng đấy các em này, giống như đòn đỡ hạ đẳng thôi, nhưng mà chúng ta chỉ có mở bàn tay thôi, nhớ chưa? Rồi, thực hiện nhá. Tay phải trên, tay trái dưới, tức là chém tay phải ra và thụ tay trái dưới. Một, tay phải trên, tay trái dưới. Hai, chém tay phải ra thì tay trái thụ về hông, và lặp đi lặp lại như vậy. Thu hút, một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Đổi tay. Bây giờ tay trái nằm trên thì tay phải thụ ở dưới. Một, thụ lên trên, tay phải nằm dưới. Thấy chưa? Hai, chém ra. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Các em làm theo nào, thầy hỗ trợ chúng ta làm theo cho nó quen nào. Thực hiện theo. Một, thả lỏng người ra nào, không gồng vai, thả lỏng ra. Hai, chạm về phía trước. Một, hai. Rồi, ok, rất tốt. Thả lỏng đi nào. Thả lỏng, rụ tay. Rụ tay đi nào. Rồi bây giờ các em theo dõi, thầy sẽ hô và chúng ta sẽ thực hiện một lần, tức là không dừng ở giai đoạn thủ và giai đoạn chém nữa mà chúng ta thực hiện một lần luôn. Các em quan sát thầy trước, các em chưa làm nhé, nhìn thầy. Vì nghe hô này, mai soto cái gì? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đấy, chúng ta hiểu chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ hô và chúng ta sẽ thực hiện quy định một đòn tay phải, một đòn tay trái, một đòn tay phải, một đòn tay trái, hiểu chưa? Chú ý, tay phải trước, nghe thầy hô là chúng ta thụ vào và chém ra lên này, thực hiện theo. Một, mai soto chi. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi, chuẩn bị rút tay, rút tay. Tất cả những kỹ thuật mà mới học thì ban đầu chúng ta thực hiện nó chưa quen đâu, cảm thấy nó khó ha, nhưng mà hàng ngày chúng ta thực hiện, hàng ngày chúng ta thực hiện liên tục, lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta sẽ trở thành một cái thói quen, và dần dần chúng ta sẽ trở thành kỹ năng kỹ xảo. Thế chứ nào, chứ không phải là chúng ta tập một cái là được lên đâu, mà chúng ta phải rèn luyện hàng ngày. Và khi thầy hướng dẫn giới thiệu kỹ thuật mới thì chúng ta chú ý, chú ý cái cách thực hiện cái đòn đó như thế nào. Có thể hôm nay các em tập chưa được, nhưng ngày mai các em sẽ tập được, như thế nào đấy, không vội vàng gì cả.
Sau đây, thầy sẽ giới thiệu cho các em kỹ thuật thứ hai trong bài học mới ngày hôm nay, đó là kỹ thuật chạm chéo. Chạm chéo tức là chạm từ ngoài vào trong. Chạm từ ngoài vào trong. Được chưa nào? Kỹ thuật này gồm có hai giai đoạn. Một là thủ. Thủ thì nó ngược lại với cái đòn lúc nãy mà chạm từ trong ra ngoài này. Chạm từ trong ra ngoài này là thủ ở bên đối diện của cái tay mình. Đúng không? Có nghĩa là tay phải thì thủ bên trái, mà tay trái thì thủ bên phải. Đó là đòn chém mai sotoji, tức là chém trước. Bây giờ kỹ thuật chém chéo, kỹ thuật chém chéo có tên gọi là naname, naname sotoji, naname sotoji. Thì nó thủ ngược lại cái mà tay nào thì thủ ở bên đó. Thầy ví dụ tay phải thì thủ bên phải, tay trái thì thủ bên trái, không phải là ngược lại nhá. Đấy, không phải là nó thủ ngược giống như lúc nãy đâu. Em chú ý. Bây giờ thầy phân tích luôn. Ở giai đoạn thủ, giai đoạn thủ thì bây giờ nâng cùi cao lên, nâng cùi chỏ lên này, nâng cái cùi chỏ cao, đưa thẳng về phía sau, và lần này thì bàn tay hướng ra ngoài, hiểu chưa? Tay phải thì thủ bên má phải. Thầy nhắc lại, tay phải thủ bên má phải, đồng thời lòng bàn tay hướng ra ngoài, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Cùi chỏ của chúng ta cao và hướng về phía sau, được chưa? Đây, đây, từ tư thế này, tay còn lại này, thầy hướng dẫn luôn nha, tay còn lại chỉ việc duỗi thẳng về phía trước, được chưa? Giai đoạn thứ hai là xoay cái bàn tay và chạm về phía trước, chạm về phía trước, chạm chéo nha. Đây, một thủ đây, một là thủ này, thầy làm hướng này này, hướng này này. Hai chéo, chạm về phía trước. Tay còn lại cứ việc là đỡ trên trán này, đỡ cái đòn đánh của đối phương trên trán nhá. Rồi, thầy hướng này, thấy không? Thầy làm hướng này lại nhá. Thầy nói này, một là thủ. Lúc này các em chú ý cho thầy là thủ thì bàn tay hướng ra ngoài, lòng bàn tay đấy. Hai là chúng ta đưa từ sau ra trước, đi chéo và chạm xuống, được chưa? Vị trí tiếp xúc của chúng ta cùng chủ yếu là ở cổ trở lên, ở cổ này, ở mang tai, ở thái dương, trên đỉnh đầu nhá. Từ cổ lên, vị trí tiếp xúc đây, một thủ, hai chạm ra. Đấy, chạm ra thì các em chú ý cho thầy, không phải là cái tay thẳng đơ này, không phải là cái tay thẳng này đâu nhá, mà hơi cong này, hơi cong. Đây, thầy làm hướng này nhá, một thủ đây, đúng không? Chém về phía trước. Đây các anh chị mà chém mà ai cũng làm được, đúng không? Rồi, một thủ, hai chém, naname sotoji. Rồi, tay trái cũng như vậy nhá, các em đưa tay trái lên thủ coi, một thủ, hai, cũng ý vậy thôi, chém về phía trước, một hai, naname sotoji, chém, một hai chém, một hai. Rồi bây giờ các em xem thầy thực hiện cả hai tay một lần, được chưa? Các em chưa cần tập nha, các em nhìn, các em không cần tập theo đâu, các em nhìn theo thầy thực hiện một vài lần, sau đó chúng ta sẽ thực hiện theo. Một thủ, hai chém, một thủ, hai, một, hai, được chưa? Rồi, đổi bên, thủ, hai, nhớ chưa? Tay còn lại đỡ trên đỉnh đầu và trước trán nha, một, thủ, hai, một, hai, một, hai. Rồi, hiểu chưa nào? Bây giờ thầy sẽ hô nha, thầy sẽ hô, chúng ta thực hiện tay phải trước, tay phải trên, thủ tay phải trên, một, thủ lên, hai, chém, một, thủ, hai, một, hai, một, hai, một,
đổi bên, đổi tay. Đổi tay nhá. Một, thủ, tay cái lên đây. Cái lên. Tay còn lại tức là tay phải đưa thẳng về phía trước. Hai. Khi tay trái chém ra thì tay phải thủ lên trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu và trước trắng. Một. Hai. Thực hiện theo, các em thực hiện theo đi. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Ê. Rồi, chuẩn bị. Nghiêng. Chào. Chú ý. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay, thầy đã giới thiệu cho các em hai kỹ thuật mới. Kỹ thuật thứ nhất là chém trước, gọi là Mai Sotoguchi. Kỹ thuật thứ hai là chém chéo, gọi là Nanabe Sotoguchi. Trong các buổi tập tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập và thực hiện lại các kỹ thuật này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Sau đây xin mời tất cả các em chúng ta cùng thả lỏng. Sau khi thả lỏng xong thì chúng ta nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục tập luyện các buổi tiếp theo. Đưa tay lên, rút tay, thủ chân, thả lỏng nhẹ nhàng nhé. Các em thả lỏng ra. Khi chúng ta nhảy này là chúng ta phải thả lỏng hết cơ thể nhé. Rút tay, rồi cúi xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi rút tay này. Thả lỏng hết ra, thả lỏng hết cơ thể chúng ta. Rút tay. Rồi, rút. Xuống lớp thì thầy nhắc một vài điều như sau. Thứ nhất, mặc dù đây là chương trình tự học võ karate tại nhà, tuy nhiên khi chúng ta mở tivi hoặc là chúng ta mở máy tính ra để tương tác với thầy, để nghe, để xem thầy hướng dẫn phân tích thực hiện, thì chúng ta phải thực hiện theo giống như một buổi tập ở ngoài sân. Các em chú ý như vậy. Chúng ta tập theo thầy, theo nhịp hô, theo cách hướng dẫn, và thầy trò chúng ta cùng tương tác giống như chúng ta đang tập trên sân, giống như chúng ta đang tập ở câu lạc bộ, giống như chúng ta đang tập ở trên lớp học. Thì như vậy thì chất lượng của chúng ta mới tốt. Còn nếu chúng ta mở TV ra, mở phim ra, chúng ta xem xong rồi chúng ta tập theo hay không là tùy, không ai biết, thì điều đó là không nên. Mà qua đây thầy xin nhắc tất cả các em, mặc dù là chúng ta không có điều kiện để tập luyện ngoài sân tập, không có điều kiện để tập luyện ở câu lạc bộ như mọi lúc, nhưng chúng ta chọn một cái vị trí, chọn một cái không gian ở trong gia đình mình phù hợp, khoảng vài mét vuông phù hợp đấy, để thầy trò chúng ta cùng tập, cùng tương tác, cùng nhau tập, thì khi đó nó mới có chất lượng được. Đấy, cho nên chúng ta phải chú ý hết sức, và mỗi buổi tập thì thầy trò chúng ta cùng tập với nhau, cùng khởi động, cùng hướng dẫn, cùng phân tích, sau đó thầy trò chúng ta đều phải tập luyện với nhau, như nhau, giống như thầy đang hướng dẫn trên câu lạc bộ vậy. Hàng ngày thầy đi dạy ở trường hoặc là thầy đi dạy ở câu lạc bộ thì thầy phải hướng dẫn phân tích chỉ phạm và cùng tập với các em. Cùng tập thì
Ở đây chúng ta cũng tập như vậy nhé. Đấy. Một thời gian sau, khi nào ổn định dịch bệnh thì thầy trò chúng ta sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ và thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em và những bậc phụ huynh. Hẹn gặp lại các em trong các cái bài mới của các buổi tiếp theo. Chú ý!